đâu có quen biết gì đâu, không có quen, ổng tự nhiên ổng vô à? Thì ổng là không có quen biết qua gì luôn, không có chỉ quen là gì. Chồng chị vừa mất là ổng tự xin vô ở chung. Đuổi ngay ổng đi. Từ... ổng vô là ổng ở nhỏ này, ổng tính toán trước có gì á, ổng còn nói quýnh cho mẹ mày chết đi, ở với con nhỏ này với mày, tao cũng đòi tao đi, tao không ở với mày nữa đâu. Ổng đi xong rồi hay là thấy rồi sao lại sáng lại cho ông đi nữa. Ông đi nữa rồi cái mấy ông về có 3 giờ 4 giờ ông mới về. Ngay thì cái chỗ đó mình cũng để ý đi. Rồi cái tối lại là 6 giờ ăn cơm rồi 6 giờ ông đi tới 10 giờ 9 giờ mà sao không thấy về con nhỏ này, đi với con nhỏ này nè. Rồi thấy vậy sao bị đi vô đi ra rồi không thấy về nữa. Thôi mệt mỗi giờ hai cái giờ thấy gì chưa nằm chút, nằm không thấy về luôn nữa. Rồi hồi sau tắt đèn hết, hồi cái ổng mới về gọi đèn, ổng nói bà ơi bằng chuột nè, lặng sáng đi bán. Rồi thấy vậy mới đi bán, đi bán ra ngoài. Rồi cái ra ngoài thì mấy bà nó hỏi vậy chứ cái mặt này quấn thôi tới giờ chưa hết, nó đỏ nhiều rồi đó chứ bộ hổm bầm đen gì nè, một cục luôn, giờ còn có còn sưng. Rồi mấy bà mới nó hỏi vậy chứ sao mà mày bị quấn mà tới giờ chưa hết, bầm chưa hết nữa. Con nói chưa hết rồi bà mợ ơi, con đi bắn chuột. Rồi mới ra ngoài đầu đuôi gót mọn là mới kể cho bà vậy vậy đó. Rồi là cái bà này là mới chở đi, mới dẫn đi, là mới đi lên quốc tế bà mãi thôi, chứ còn chưa có tới công an. Rồi mấy người nói thôi bây giờ dẫn tới công an đi, rồi là rồi xuất minh rồi xong rồi mới vô bắt ổng. Rồi xong cái thấy nhỏ này nó giờ bả dẫn đi mà lâu quá không thấy về. Mà cái ông đó ông cũng đàn áp nữa, ông nói con mày mà cho để vậy hả? Rồi ổng hầm hổ ổng đồ quýnh này nữa. Rồi thấy vậy mới đi với ổng. Ổng đi ra tới đó ổng nói mở năm này không biết điều gì trơn á, dẫn con đi mà không biết điều, không hỏi gì hết trơn. Thì mở năm bả chờ bả nói cũng đâu nói, bả nghe đâu mà nói, người ta học lợi thôi. Rồi về cái độ là mới về xong rồi nằm giỏng hồi cũng hai vợ chồng giỡn nữa. Rồi giỡn qua giỡn lại, rồi ông nói bà ơi tôi với bà đi sao lâu quá không thấy về. Thôi giờ tôi với bà đi ra ngoài dọn chuột á, đặng mà đặng gà chuột, đặng mua gạo là ăn. Thì bà mới hai vợ chồng đi tới chưa được nửa đường nữa. Cái thấy vậy thôi ông đi trước đi, đặng tôi đi về tôi lấy đồ. Chưa vậy trơn á là ở ngoài người ta vô tôi bắt ổng rồi. Ừ. Ngay thì lần này mình cũng chưa có ấy nữa. Cô con nhỏ đi theo ổng không à? Ổng theo không theo đồng mẹ. Thấy phải mới theo mẹ, đâu có đánh đổi đâu. Mà nó không có khai lần này luôn á. Cái bà bên đó đấy ha, bà kêu khai đi là bà cho bánh đồ trái đồ ăn ha. Là không bao giờ khai á. Bà này dẫn đi là khai đó. Ra ngoài khai rồi mới đi ra ngoài. Mình đâu có về đâu chú. Cái gì đâu mà chắc là đón ổng, chắc là đón trước ổng vô mình ở với mẹ mình là sao này mà ở với con nhỏ này. Cái đó là cái sự tính toán âm mưu của ổng là lúc đầu rồi. Âm mưu rồi, âm mưu mà đầu rồi đó. Chứ không phải gì đâu. Như cái lúc mà ổng chưa về ở với chị luôn nè, ổng có trước đó ổng có tới luôn với chị lần nào chưa? Chưa. Ổng vô cũng tới vô mà đều không có gặp, đi chơi hoài. Bởi vì ông xã này chết rồi cái là đi chơi buồn quá, đi chơi hoài không có nhà, ông cũng vô kiếm hoài ngày không biết mấy lần luôn. Mình thấy ổng mới chết à, người ta sợ người ta nói nữa. Rồi bà mợ này nè, bà nói thôi giờ kệ chịu ổng đi, này kia ổng cho lo này lo kia, ai về đâu rồi ổng cỡ đó đó, phải ổng đừng có quýnh đập thì ổng có nói gì đây. Rồi thêm ở con nhỏ này luôn nữa, mới ở với con nhỏ này là với bả ta xách đem đi đó. Chị Thúy cho em hỏi là chị ổng quen từ lúc bắt đầu từ khi nào chị Thúy? Bắt đầu từ cuộc gặp gỡ gì mà để mà quen biết được ổng á? Đâu có quen biết gì đâu, không có quen, ổng tự nhiên ổng vô à? Dạ là cái là chú đó tự vô đây, vô nhà mình không có quen. Dạ. Không lúc quen đó là gì? Không có quen biết hết mà tự ôm đồ vô nhà của chị ở luôn hay là sao? Tự động, ngay ổng có hỏi mà mình không có chịu. Mình không có quen, phải quen trước thì mình không nói gì, cái này không có quen. Yeah. Tại vô ông hỏi bất ngờ thôi. Mình nghĩ cái chỗ mà ông vô ông lo màn ăn này kia đâu có đến đổi đâu.
ông vô là ông ở nhỏ này. Chắc là cái độ mà cái đầu óc của ông là ông tính toán trước có gì á. Ông còn nói quýnh cho mẹ mày chết đi, ở với con nhỏ này nữa. Vậy chị và ông là không có quen biết qua gì luôn? Không có. Chỉ là chồng chị vừa mất là ổng tự xin vô ở chung. Trong cái đó là chị không cho nhưng ổng vẫn kiên quyết mà vào bên trong ở luôn. Sau này chị thấy ổng làm được được là chị cho ổng ở luôn. Ai về đâu ổng vô ổng quýnh quá trời quýnh. Ở cái mặt còn sưng nữa mà. Thường là ổng đi nhậu giờ ổng quýnh hay là tỉnh giờ ổng quýnh luôn? Ổng uống rượu vô ổng quýnh. Rồi ổng không phải riêng chị đâu, nhiều người vợ trước cũng vậy. Cũng mấy vợ rồi đó, ổng quýnh vợ nhiều lắm á, người này chứ đã tới người kia, ổng bảo không được, ổng vô đây ở nè. Mà đâu đằng này có biết đâu, tới chừng người ta nói rồi giờ muộn người sao ở rồi đuổi ổng không chịu đi nữa. Đuổi ngay không đi. Từ lúc vô đây ở được bị gì chắc ổng là cái đường cùng rồi đó, ổng có chỗ ở đó, ổng mới vô đây ở. Thì từ lúc quen đi về ở với chị, ổng có làm được cái gì như là làm được công việc gì mà tiền có đưa cho chị hay là không? Có đưa mà đều không dám xài. Sao, đưa cất đó, đưa cất bỏ túi đó chứ không dám xài. Sao muốn vậy? Ăn cái gì phải hỏi. Sữa uống ha, không dám uống nữa, uống sáng rồi chiều không có uống luôn, uống bịch có thôi. Là không chủ, tiền ổng lấy hà tiện, nói cái ông kiếm chuyện với mình. Tiền là ông làm về ông vẫn đưa cho chị. Đưa quản lý hết mà đều không dám xài. Chị không dám xài. Hay là ông không cho xài? Không cho xài, ông kêu hà tiện. Không cho xài hà tiện. Nhưng mà mỗi lần như ví dụ như chị hỏi lấy số tiền đó để mua cái gì đó là chú đó có cái thái độ gì với chị không, hay là vẫn chấp nhận cho chị lấy số tiền đó ra mua? Hỏi có mua mà đều chấp nhận mới mua được cái món đó, món gì là mới mua. Có nghĩa là món đó chú được mới cho mua. Đúng rồi. Vậy là chị chỉ việc mà giữ tiền giùm thôi. Giữ tiền giùm. Ổng làm ổng có đưa hết ra là ổng đưa một số phần nào cho chị thôi. Đưa hết luôn mà đều không dám xài. Bao nhiêu mấy triệu ba triệu gì đó ổng đưa là xài, không có xài, giữ luôn, không có dám xài. Và chị với ổng là ở được hai người sống chung với nhau được mấy năm rồi chị? Được 7 tháng rồi. 7 tháng. Đây á. Ổng về đang sống nhưng mà chị không biết là nguồn gốc ảnh ổng là ở đâu. Không biết. Thường ngay này thì không có biết, mà tại vì ổng nói cho mình biết thôi, ổng có chở gì dưới 2-3 lần. Vậy là nhà chỉ có một mình ổng đi làm thôi hả chị? Có chị mình. Chị có làm công việc gì không? Không, ở nhà bệnh không có mần gì hết trơn á. Cái đi hái rau qua muống này bắt ốc rồi bán, rồi bạn mua gạo thóc gì ăn á, hồi chưa có ổng. Rồi có ổng vô thì ổng lo cho mình, mà giờ hoàn cảnh vậy thôi. Cũng như là ổng đi ổng đi bắt chuột về là chị làm chuột rồi đó cho đi ra bán. Rồi ngoài công việc chuột chị ổng có làm cái gì nữa không chị? Không, không làm gì nữa. Là ổng chỉ biết đi bẫy chuột thôi. Thường ngày là ổng hay nhậu hay là lâu lâu mới nhậu một lần vậy? Bữa nào cũng nhậu chân á, sáng chiều nhậu á. Vậy là bữa nào cũng đánh hết? Vậy sao chị chịu nổi được 7 tháng hay vậy đi? Ở đó là lúc mà mới quen ổng chị cũng ốm như vậy luôn hay là có mập? Đỡ rồi đó, bữa hổm ổng vô mà. Vậy là ấy là em hỏi từ lúc mà mới quen ổng á chị là mập dữ lắm á. Mập lắm hả? Mập lắm á, hồi gặp ổng cái ổng vô. Ổng làm gì mà ốm như vậy? Ông vô ông nhớ nè. Ông làm gì ốm, sao làm gì mà tự nhiên quen ông đâu? Ông quýnh đập quá trời, bữa nào cũng quýnh hết trơn á. Lúc đó là chị bao nhiêu ký? Đó cũng 5-60 ký rồi đó, giờ ốm rồi đó. 5-60 ký mà ông đánh riết bây giờ còn nhiêu ký? À biết đâu, chưa có can thử. Rồi bây giờ là từ lúc mà ổng bị bắt là chị đỡ không rồi đúng không? Đỡ rồi đó mà chưa có cơ ngợi. Chị còn nhớ, lâu lâu có nhớ mà không bị đánh mà nhớ lại ổng không? Không, còn hận ổng, nhớ gì. Tưởng đâu không đánh là không có đủ đô người nào hết rồi mà. Vậy là bây giờ là vui rồi ha? Vậy giờ bây giờ là mừng chưa? Mừng rồi. À. Mừng rồi. Mừng cho còn nhớ ổng không? Không có nhớ rồi, nghĩ nhớ rồi.
ở vậy đi cho người này người kia cho gạo thóc thì có tiền bạc cái gai. À, em có hỏi chị mấy lần là có nhớ ông không, chị nói không, mà có nhiều cô chú nói đã còn thương lâu lâu bà buồn. Không có đâu, dễ gì, không có thương, không thiệt có nha. Nhớ luôn. Mình nhớ chụp lên mà còn hận ổng mấy chứ đừng nói mà nhớ. Hận lý do gì chẳng, hận vì ổng lý do gì chị nói ra cho quý vị khán giả. Bây giờ ổng đánh mình, rồi ở với con mình. Mình hận cái vụ đó thôi đó. Giờ ổng không đi rồi chị, nhà chị làm cái gì? Ở nhà cũng vòng vòng chứ mà cái gì vậy? Cũng đi bắt ốc, bắt đồ kiếm tiền ăn qua ngày ha. Đúng rồi. Bây giờ cái bệnh không dám mò xuống cái nước nguy hiểm, nước nó nông vô. Như chị nói chị làm lật vặt hàng ngày, chị thường làm gì? Bắt ốc dưới mương này hả? Bắt mương mẹ. Rồi thôi bằng cỏ dài dài đây này vòng vòng. Hồi nãy Hia kêu vô là tôi lưng bằng cỏ đó đó. Nó quá trời cỏ. Vậy là bây giờ là chị bệnh chị không có làm dưới nước được. Vậy làm trên bờ thôi. Trên bờ không à. Làm vậy rồi chắc không đủ ăn luôn á. Không đủ ăn thì tiền đó vừa ăn. Ngay cũng đỡ, người này người kia cho gạo ăn cũng đỡ. Dạ. Nhất có là bà đó đó, bà đi xin cho ăn. Dạ, bà cô nãy à. Bà đó bên đó đó, bà chị Năm cái mà cái công an đó bà hổng vô chụp hình đó. Dạ dạ. Kia chụp hình dài dài đó. Là cũng nhờ cô Năm cũng đi xin và quyên góp lại có gạo rồi cho chị với bé ăn hàng ngày ha. Bây giờ vậy đôi khi mà làm không có biết làm công việc gì vậy, đường nào cũng nhớ ổng. Cũng nhớ ổng, ổng làm cho tiền mình ăn, bây giờ không có ổng ai lo cho mình. Ai giờ lo, giờ hai mẹ con mình lo. Tự lo ha, tự lo được không? Được. Chắc chắn không? Chắc. Giờ nhớ ổng không? Không. Không có nhớ. Chắc nha. Chắc. Rồi em hỏi chị nè, mai mốt ổng về á, ổng về cái ổng vô ổng năn nỉ chị, hoặc là ổng đem đồ ổng vô ổng ở như hồi trước rồi, chị sẽ làm như thế nào? Thôi không có cho vô, ổng về chắc già rồi, đi cụm cụm rồi. Nếu mà ổng về không già thì sao, chị vẫn cho vô hả, gì mà chị nói già? Không, không cho vô luôn. Không rồi. Cho luôn nha. Nhắc ra rồi, ổng mới có lợi nó về là kêu xã bắt. Mà điều chắc không có về đây đâu, ổng đi đâu chứ còn không có về đây đâu á. Ổng giờ là hết vé với chị rồi. Không có vé với chị luôn. Không có vé luôn.